Một vụ tai nạn xảy ra gần cầu Hàm Luông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là một phụ nữ bị thương nặng vào ngày 28 tháng 10 2014. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, chiếc xe ba gác mới bị phát hiện chở hàng quá tải gấp 5 lần cho phép. Theo những người chứng kiến, khi đó xe ba gác mang biển số 71B189913 do Võ Tấn Đạt điều khiển, chở 30 bao phân bón. Xe này lưu thông từ thành phố Bến Tre đi cầu Hàm Luông. Đến đây thì Đạt cho quay đầu xe và va chạm với xe máy mang biển số 71B151048 của chị Nguyễn Thị Thùy, lưu thông từ cầu Hàm Luông về thành phố Bến Tre. Vụ va chạm làm chị Thùy bị thương nặng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bến Tre cho biết, xe ba gác do Đạt điều khiển chỉ cấp phép với tải trọng từ 250 kg đến 350 kg, trong khi xe chở 30 bao phân bón. Trọng lượng mỗi bao phân là 50 kg, tức là khi đó, chiếc xe này đã chở tổng cộng khoảng 1,5 tấn, đồng nghĩa với việc chở quá tải trọng 5 lần cho phép. Các lực lượng chức năng đã đến hiện trường lập biên bản và điều tiết giao thông. Riêng xe ba gác và số phân bón được tạm giữ để tiếp tục điều tra.